Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Sự tiến hóa của tham nhũng và nhụt ý chí dẹp sang bên có thành người tử tế. Quý vị thân mến, cản bước tiến của lịch sử sớm muộn cũng thành rác lịch sử. Đời cha ăn mặn chắc chắn đời con sẽ khát nước, chứ đừng hy vọng đến tận đời cháu, đời chắt. Hơn 30 năm trước, ngày 15 tháng 12 năm 1986, ông Võ Văn Kiệt thay mặt Trung ương đọc báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng. Phương hướng mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm 1986 đến năm 1990. Phần 5, các vấn đề xã hội và đời sống nhân dân có đoạn. Yêu cầu cấp bách là sắp xếp lại và tinh giản bộ máy quản lý hành chính nhà nước, đặc biệt là giảm hẳn các tổ chức trung gian như cục vụ, phòng, ban, chuyển sang cách làm việc trực tiếp theo lối chuyên gia. Bộ máy các ủy ban nhân dân địa phương, kể cả tỉnh, thành phố và huyện, cũng phải tổ chức lại gọn và tinh, đủ năng lực quản lý trên lãnh thổ. Để thực hiện những biện pháp đó, phải tiến hành cuộc vận động có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng. Làm trong sạch và nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước, chống tiêu cực, hư hỏng trong xã hội, làm lành mạnh các quan hệ xã hội và thực hiện công bằng xã hội trên các lĩnh vực. Về sắp xếp, tinh giản bộ máy, người viết đã đề cập trong bài Lệnh của dân, làm thì sống, chống thì. Đăng ngày 11 tháng 4 năm 2018 trên giáo dục.net.vn, bài viết này đề cập đến vấn đề thứ hai, chống tiêu cực, hư hỏng. Có thể thấy Đại hội 6, khái niệm tham nhũng chưa được đề cập, lời văn trong báo cáo mới chỉ là tiêu cực, hư hỏng. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 7 do Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trình bày ngày 20 tháng 1 năm 1994 có đoạn tham nhũng và buôn lậu nghiêm trọng làm cho nhân dân rất bất bình, ảnh hưởng lớn đến niềm tin đối với Đảng và Nhà nước. Tinh giảm bộ máy, cắt giảm những chi tiêu không thật thiết yếu, bảo đảm tiền lương đủ sống cho người hưởng lương. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên. Thủ trưởng ngành địa phương và đơn vị phải chịu trách nhiệm đối với các vụ việc tham nhũng trong phạm vi mình trực tiếp phụ trách. Như vậy, sau 8 năm, từ năm 1986 đến năm 1994, cụm từ tham nhũng đã chính thức được đưa vào văn kiện Đại hội Đảng. 10 năm sau Đại hội 6, ngày 15 tháng 5 năm 1996, Trung ương ban hành nghị quyết số 14 về quan điểm chỉ đạo và một số giải pháp đấu tranh chống tham nhũng. Vậy là Đảng đã phải ban hành một nghị quyết riêng về chống tham nhũng. 32 năm sau Đại hội 6, qua 6 kỳ đại hội, đến năm 2018 này, ba vấn đề nổi cộng được đề cập từ năm 1986, tinh giản bộ máy, làm trong sạch đảng bộ máy nhà nước, chống tiêu cực hư hỏng lại trở nên bức xúc hơn lúc nào hết. Tham nhũng có phải chỉ mới xuất hiện chừng 30 năm trở lại đây? Câu trả lời là không. Tham nhũng xuất hiện cùng với sự xuất hiện của xã hội loài người. Tại Việt Nam, ngay sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, năm 1950, chính phủ đã phải tuyên án tử hình cựu đại tá Trần Dụ Châu về tội tham nhũng. Tham nhũng xuất hiện tại bất kỳ quốc gia nào, dù là văn minh, tiên tiến hay lạc hậu, độc quyền. Sự khác nhau có chăng là tại các quốc gia văn minh, tham nhũng bị trừng trị nghiêm khắc, còn tại các quốc gia mà pháp luật chưa hoàn toàn được thượng tôn, tồn tại các nhóm lợi ích mạnh hơn pháp luật thì tham nhũng vẫn còn đất sống và giới chóp bu sử dụng tham nhũng như là một công cụ củng cố quyền lực. Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm. Chỉ một từ làm trong câu nói của Tổng Bí thư đã bao hàm một ý rất mới, rất kiên quyết. Chống tham nhũng bây giờ là làm, chứ không phải chỉ động viên hô hào hay ban hành nghị quyết, bởi thực tế cho thấy, sau hơn 30 năm, khá nhiều nghị quyết liên quan đến chống tham nhũng đã được ban hành nhưng chưa mang lại kết quả mong đợi. Vài năm gần đây, đặc biệt là sau Đại hội 12, nguyên nhân xuất hiện tham nhũng đã được chỉ rất rõ, đó là quyền lực chưa bị kiểm soát, chưa bị nhốt vào lồng. Đó là việc đưa vào hàng ngũ một bộ phận không nhỏ, những kẻ ăn của dân không chừa một thứ gì. Đó là sự kết bè kéo cánh tạo nên các nhóm lợi ích. Đó là việc xử lý người vi phạm còn nhẹ trên nặng dưới. Đặc biệt là chưa có biện pháp kiên quyết để chấm dứt tình trạng trên nóng dưới lạnh. Trong hai cụm từ nhẹ trên nặng dưới và trên nóng dưới lạnh, có lẽ đa số đều cho rằng trên là lãnh đạo cấp cao, dưới là cán bộ công chức cấp thấp, trên là trung ương, dưới là địa phương. Quan điểm của người viết hơi khác một chút, trên là cán bộ, dưới là dân. Nhẹ trên nặng dưới trong xử lý kỷ luật có phải là thương cán bộ hơn thương dân? Bao nhiêu lãnh đạo cấp bí thư, chủ tịch tỉnh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá là mắc sai phạm nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng bị đưa ra khỏi đảng, bị xử lý hình sự. Giữ họ trong hàng ngũ có làm sức chiến đấu của đảng mạnh thêm hay chỉ để cho họ buông ra những lời bất mãn? Tôi nghỉ hưu rồi, họ muốn xử sao thì xử.
Nếu người dân vi phạm pháp luật bị kết luận là nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, họ sẽ bị kết án ngay, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Trên nóng dưới lạnh, có phải là dân vẫn chỉ quan sát chứ chưa tham gia trực tiếp vào công cuộc phòng chống tham nhũng? Để khắc phục, biện pháp là gì? Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, biện pháp là nhốt quyền lực vào lồng cơ chế, luật pháp. Vậy thì quyền lực nào phải nhốt trước? Quyền lực mà người dân mong muốn phải nhốt đầu tiên, liên quan trực tiếp đến sự sống khỏe của tham nhũng, chính là quyền được trao cho các cơ quan bảo vệ pháp luật. Xin nêu một vài ví dụ giải thích cho ý kiến này. Chỉ một vụ án tổ chức buôn lậu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, có tới 28 cán bộ hải quan đã lãnh án. NID.com.vn ngày 26 tháng 6 năm 2017. Chỉ vài clip báo Tiền Phong.vn công bố đầu năm 2018 đã có tới 20 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông Hà Nội bị đình chỉ, xem xét mức độ vi phạm. Chỉ một vụ đánh bạc trên mạng, hai người nguyên là tướng công an, Phạm Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, hậu thuẫn tham gia và vừa bị bắt tạm giam. Điều đáng nói là phải sử dụng lực lượng địa phương Phú Thọ để xử lý những người mà báo chí gọi là nằm vùng ở cơ quan bộ. Cách đây 16 năm trong vụ án Năm Cam, có tới 13 cán bộ chiến sĩ, trong đó có hai vị tướng cấp thứ trưởng dính chàm. Chỉ tại một thành phố, Trịnh Thị Huyền, kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên bị bắt quả tang nhận tiền của vợ bị can. Nguyễn Thị Nga, thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên bị thu bằng đại học vì sử dụng dùng bằng cấp 3 giả. Các vụ án oan Hàn Đức Long, Nguyễn Thanh Trấn, Huỳnh Văn Nén là kết quả hoạt động của cả ba cơ quan tham gia quá trình tố tụng xét xử. Các ví dụ nêu trên được chọn vì liên quan trực tiếp đến nhân sự lực lượng bảo vệ pháp luật. Người dân chỉ có thể phát hiện tham nhũng, việc điều tra chứng cứ, truy tố tham nhũng là chức năng của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, vai trò của Ủy ban Kiểm tra các cấp phải được đặt lên hàng đầu. Nhốt quyền lực vào lồng là cách nói hình tượng, bởi quyền lực là thứ vô hình, khó nhận diện. Vì thế người dân muốn nói cụ thể hơn là nhốt những kẻ lạm dụng quyền được dân ủy thác vào trại giam, chí ít thì cũng cách ly những đối tượng thoái hóa, biến chất khỏi quyền lực. Một trong những biện pháp đã được Hồ Chủ tịch chỉ ra khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vẫn chưa thắng lợi, đó là loại bỏ kẻ tham nhũng khỏi đời sống xã hội. Biện pháp ngày nay là gì? Là củi khô, củi vừa, củi ướt đều cho vào lò, một khi xác định đó đích thị là củi. Vậy vì sao lò đã nóng mà dưới vẫn lạnh? Lạnh ở đây có phải chỉ là nói hỗn, họ muốn xử thế nào thì xử? Lạnh ở đây có phải chỉ là không tham gia vào cuộc đất lò hay còn có gì hơn thế? Tìm cách bớt củi đáy nồi để khỏi bị gần lửa rát mặt. Và liệu lạnh có đồng nghĩa với gọi gió mùa, kéo mưa về để lò không thể cháy? Trong cả ba trường hợp lạnh nêu trên, nếu cho phép dẹp sang bên, liệu có khiến người ta tỉnh ngộ để rồi tự biến mình thành người tử tế? Bởi lẽ khi mà người ta vừa lạnh vừa nhụt ý chí, tức là trốn tránh trách nhiệm, nghĩa vụ của người đảng viên, thờ ơ với vận mệnh đất nước, dân tộc, không muốn tham gia vào công cuộc chống giặc nội xâm. Những người như thế có còn xứng đáng đứng trong đội ngũ tiên phong lãnh đạo, đứng chung với cộng đồng hơn 90 triệu người Việt, ngày đêm mong mỏi xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, ngang hàng với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Co vai rụt cổ trước cái xấu, thu mình trong bốn bức tường biệt phủ để hưởng thụ những thứ vơ vét được, phải chăng là lẽ sống mà một bộ phận không nhỏ đang tâm niệm? Thiết nghĩ cảnh báo dẹp sang một bên của Tổng Bí thư không chỉ là lời nhắc nhở những ai đang đứng trong hàng ngũ không kịp theo tiến bước của dân tộc, mà còn là lời nhắn những ai vẫn tiếc nuối một thời vàng son, rằng tuy không phải một đòn chết tươi thì cũng đừng mơ mộng. Dẫu sao dẹp sang bên mà người thành tử tế thì vẫn được hoan nghênh, bởi đó là đạo lý, là truyền thống mấy nghìn năm của người Việt. Cản bước tiến của lịch sử sớm muộn cũng thành rác lịch sử, đời cha ăn mặn chắc chắn đời con sẽ khát nước, chứ đừng hy vọng đến tận đời cháu, đời chắt. Sai phạm đất đai Bình Thuận tiếp tục kiểm điểm xử lý nhiều cá nhân tập thể. Kính thưa quý vị, ngày 12 tháng 5, nguồn tin của báo chí cho biết các cơ sở đảng có cán bộ liên quan sai phạm đất đai tại Bình Thuận đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, được tiếp tục đưa ra đảng bộ cơ sở kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật. Kiểm điểm tập thể cá nhân liên quan 9 dự án sai phạm liên quan các sai phạm đất đai tại Bình Thuận. Nguồn tin cho biết, theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Thuận, trong 2 ngày qua, một số đảng bộ cấp cơ sở đã tổ chức kiểm điểm các tập thể cá nhân liên quan đến công tác tham mưu, quản lý, thẩm định, phê duyệt và giao đất cho các nhà đầu tư không thông qua hình thức đấu giá tại 9 dự án bị tố cáo mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận có sai phạm. Theo đó, các cơ sở đảng thuộc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Kế hoạch Đầu tư và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đều lần lượt phải tổ chức kiểm điểm về trách nhiệm tập thể, cá nhân theo nội dung được tỉnh ủy yêu cầu. Các tập thể cá nhân bị kiểm điểm đợt này đều thuộc diện tỉnh ủy, Ban Thường vụ Quản lý. Theo phân cấp, các tổ chức cá nhân đã bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý kỷ luật. Đảng sẽ không thuộc diện kiểm điểm xử lý đợt này. Ngoài việc kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến các sai phạm tại 9 dự án đã nêu,
Các tổ chức cá nhân bị kiểm điểm đợt này sẽ tự nhận hình thức kỷ luật, sau đó trình tỉnh ủy xem xét quyết định hình thức kỷ luật. Theo đó, các tổ chức cá nhân bị tỉnh ủy yêu cầu kiểm điểm để có hình thức kỷ luật đợt này phải hoàn thành quy trình trong tháng 6. Theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận 2 nhiệm kỳ. Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt của Bình Thuận, trong đó có 2 cựu bí thư tỉnh ủy, 2 cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đương kim chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn thi hành kỷ luật cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận 2 nhiệm kỳ năm 2010 đến năm 2015 và năm 2015 đến năm 2020, kỷ luật Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 2 nhiệm kỳ năm 2011 đến năm 2016 và năm 2016 đến năm 2021, khai trừ đảng các cán bộ đã bị bắt tạm giam, trong đó có cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lương Văn Hải, cựu giám đốc và phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh và phó giám đốc Sở Tài chính Ngô Hiếu Toàn. Các sai phạm của các tổ chức cá nhân tại Bình Thuận được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định có liên quan đến việc tham mưu, quản lý, giao đất cho nhiều dự án vi phạm quy định của pháp luật, gây thất thoát ngân sách. Hiện các sai phạm đất đai tại các dự án ở Bình Thuận vẫn đang được Bộ Công an thụ lý điều tra.